của chợ heo Bà Rén. Hầu nó cái bò nó cái tanh bò Rén bò ở đây bò lập nghiệp ở đây chứ không ta nên họ để cái cào Bà Rén bò hầu nó bà ở đây bà đưa đào qua đưa đào lại năm nay bả mui rồi mà chưa biết nghe cái tanh nữa thôi. Còn ngày em cho đồ ông kể là nó hầu nó bà Rén bà ở chỗ này trước bốn hay không ở chợ này thôi. 6 giờ sớm đâm mà tới 9 giờ thôi. Cả hầu bóng 500 cao, hầu về 100 cao nữa, có bữa ít bữa nhiều nữa đó. Cỏ cái tỉnh này là quanh quẩn từ Quế Sơn này là coi như tập trung về đây hết. Để lập những đồ bánh điện rồi, ôn đồ, đi thành đồ tới đây hết. Hôm nay là đủ kiểu hết, họ mua nuôi cũng có mà mua qua cũng có. Rồi họ mua đây có nơi vô đi quà đồ nữa đó, rồi sờ gồng đồ nữa đó. Những ngôi chợ với những nét đặc trưng riêng như chợ Bàn Thịnh, chợ Thanh Quýt, chợ Heo Bà Rén giờ cũng không còn nhiều. Trong quá khứ đã từng có những ngôi chợ vang danh với cái tên chợ Củi, chợ Vải, nhưng giờ chỉ còn là trong ký ức của những người lớn tuổi. Khác với thời nay, chợ quê thổ trước có một vai trò quan trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân một vùng đất. Chợ quê như một xã hội thu nhỏ, không đơn thuần chỉ mang ý nghĩa về kinh tế, về trao đổi hàng hóa. Chức năng chính của chợ nó là cái nơi hoạt động mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, chợ là nơi tập hợp đông người, cho nên dần dần thông qua nó người ta còn tổ chức các hoạt động vui chơi khác, ví dụ như đá gà hay là hát tuồng để thu hút đông đảo người đến xem. Chợ còn là nơi mà người ta giao lưu, người ta tìm hiểu nhau, là nơi người ta thể hiện mình trong các cái mối quan hệ xã hội. Chính vì vậy cho nên dân gian ta thường có cái câu là gì? Cái câu đó là đi một buổi chợ học được mớ khôn, hay là khôn nhà dạy chợ, hay là trai khôn tìm vợ chợ đóng. Thì chứng tỏ nơi đó là người ta để thể hiện mình ở trong các cái mối quan hệ. Ngoài ra thì qua chợ chúng ta thấy nó còn có một cái vai trò thông tin vì nơi tập hợp đông người. Cho nên bất cứ một cái nguồn tin nào lạ, hấp dẫn, ly kỳ từ một cái làng quê nào đó thì nó là theo chân những người đi chợ và nó đến chợ. Và từ chợ đó bắt đầu nó lan truyền ra và rồi là theo chân những người đi chợ khác, nó tủa về các mối đường và nó nhanh chóng nó về các làng quê khác, thông tin rất nhanh. Mang ý nghĩa là đầu mối thông tin liên lạc, chợ quê ngày trước để lại những dấu ấn đậm nét gắn liền với lịch sử của vùng đất, của làng quê. Chợ Túy Loan ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bây giờ đã là một ngôi chợ mới khang trang, song vẫn nhuần nhụy nếp sống của một ngôi làng giàu truyền thống văn hóa. Nền chợ cũ nằm cách ngôi chợ mới không xa vẫn còn lưu giữ lại vết tích và ở đó có một ngôi miếu thờ. Tìm hiểu về ngôi miếu thờ này, chúng tôi biết đến một câu chuyện lịch sử. Người dân nơi đây kể lại rằng đây chính là miếu thờ của một người nghĩa sĩ yêu nước, ông Ích Đường. Người đã để lại câu nói đầy tiết khí trước lúc hành hình. Dân nước Nam như cỏ cú, giết đường này còn có 100.000 đường khác. Bao giờ hết mía mới hết đường. Câu chuyện lưu truyền đã lâu và người đời sau chỉ biết đến vậy. Gần đây nhất, tiến sĩ Ngô Văn Minh, nhà nghiên cứu về lịch sử đất Quảng, đã tình cờ tìm được nguồn tư liệu để có thể kể tiếp câu chuyện về cuộc xử tử người anh hùng trẻ tuổi này tại chợ Túy Loan xưa. Cả hàng trăm năm qua, chúng ta không biết được cái hình ảnh ông Ích Đường thế nào. Thì vừa rồi tình cờ thì lại tôi phát hiện được trên tạp chí Xưa và Nay có đăng 4 bức ảnh và đây là 3 trong 4 bức ảnh. Những bức ảnh này do tác giả là August Thierer, là một cái cộng sự viên đắc lực của báo là Elite Fashion, chụp lúc bấy giờ. Và điều đặc biệt là tác giả này đã chú thích đầy đủ bằng tiếng Pháp. Thì đây là 3 cái bức ảnh của ông Ích Đường đang chịu nạn, bị nạn ở tại chợ Túy Loan. Thì trong đó một bức ghi rõ đó là tội nhân ông Ích Đường trên đường bị dẫn đến nơi hành quyết tại chợ Túy Loan. Rồi cái bức ảnh thứ hai ghi rõ bằng tiếng Pháp ở dưới là người ta lấy cái gông bên cạnh cái cọc tre nơi mà ông bị trói. Và cái bức ảnh thứ ba cũng ghi tỉ mỉ đó là sau khi lột áo
và bắt quỳ, thì người ta trói hai tay ông ra sau lưng và buộc ông vào một cái cặp. Cái bức ảnh thứ tư thì cũng xin nói thật đó là cái bức ảnh lúc ông đang thọ nạn, cho nên chúng ta nhìn thấy đau lòng. Vì vậy mà tôi không có công bố bức ảnh đó ra. Và từ cái bức ảnh này thì tôi trích cái khuôn mặt ra và dùng Photoshop để mà có được một cái bức ảnh chân dung để chúng ta ngưỡng mộ, tưởng niệm và ngưỡng mộ ông. Thì đây là cái ảnh chân dung ông Viết Đường. Những bức ảnh bi tráng này đem lại cho ta một hình dung trực quan về lịch sử, về truyền thống yêu nước mà chúng ta chỉ từng được nghe kể lại bằng lời. Những người dân địa phương cũng kể lại rằng khi người anh hùng ông Ích Đường tuẫn nạn ngay tại chợ Tý Loan, nhiều người dân tự mua vải trắng để tang ông. Có người như bà Trần Thị Diệp ở Bồ Bản bán hàng vải ở chợ Tý Loan đã tự xé cả gánh vải trắng để phát không cho những người tưởng niệm. Nằm ngay bên dòng sông Thu đã trở thành huyền thoại của đất Quảng. Chợ Thu Bồn cũng gắn liền với lịch sử đấu tranh của mảnh đất này. Nơi đây chính là địa điểm tuyên truyền hiệu quả của cách mạng và là đầu mối vận chuyển lương thực, thực phẩm cho bộ đội ta trong một thời gian dài. Tìm hiểu những câu chuyện ở ngôi chợ này, ta hiểu thêm về một đất Quảng hồn hậu, bình dị mà trung dũng, kiên cường đi đầu diệt Mỹ. Ông Thái Văn Lịch chính là bí thư đầu tiên của xã Xuyên Thu, huyện Duy Xuyên ngày trước. Ông đảm nhiệm vai trò này trong một thời gian dài, từ năm 1961 đến ngày đất nước thống nhất. Ông Lịch nhớ lại. Trong cái hoạt động kinh mạng là gắn liền với cái chợ này, nhân dân đông đúc. Cái thứ hai nữa là nhân cái đời ra là phát động quần chúng dấy lên một cái phong trào thu mua lương thực, rồi là chuyển bộ đội qua sông, rồi có cái hòn nhu yếu phẩm như thực phẩm, gỗ muối là hầu nó là chủ yếu, đem có cái thứ đó về chuyển lên vùng B Đà Lộc. Cái hoạt động trong chợ thì tuyên truyền và giải thích bà con trong cái lao động sản xuất và bám đất giữ lọt, không rời để quê hương. Lịch sử phát triển của đất Quảng với những thăng trầm, đổi thay dường như cũng có thể tìm thấy qua sự hình thành và phát triển của chợ. Từ những cái chợ thổ sản với những mặt hàng cung cấp tại địa phương, tới những cái chợ vang danh với những mặt hàng đặc trưng của làng nghề truyền thống, và nổi bật, rực rỡ nhất là chợ, là thương cảng Hội An, phồn thịnh một thời. Điều đó cũng được thể hiện qua những tư liệu về Hội An được sắp xếp theo thứ tự thời gian này. Thương cảng Hội An với khu phố người Nhật, khu phố người Hoa, với những tàu thuyền phương Tây sầm uất dường như đã lặn chìm vào những rêu phong trên mái phố. Chợ Hội An bây giờ mang nét lắng động trong đời sống thanh tao của người dân phố Hội. Trong ngôi chợ này vẫn tìm thấy một nhịp sống chân chất của những con người thôn quê. Cách để Hội An giữ được cái vỏ kiến trúc để trở thành di sản của nhân loại là bởi nơi đây vẫn duy trì được một mạch ngầm văn hóa, một nếp sống thuần phát đến bền bỉ. Các loại bánh đặc sản được bày bán trong chợ Hội An cũng vậy, cho đến nay vẫn mang một hương vị thuần khiết mà người ta gọi là cái vị của ngày xưa, của tuổi thơ. Bánh đậu xanh, bánh tổ, bánh ít, có cái loại bánh ít, bánh da, bánh lan, bánh tét. Bót lấy quanh ở thị xã Hội An rồi đó, không có ở đâu nữa hết. Cẩm Hòa, rồi Tân An, rồi ở Sơn Phong, họ vẫn thích bánh Hội An nhiều. Các nơi đến đây họ cũng lấy cái nhỏ của Hội An họ mua nhiều. Nước ngồi nó cũng mua của thị xã Hội An, của thành phố Hội An. Là vì người Hội An họ làm thật thà, họ không có pha. Họ làm thật thà, chắc phót, mà làm theo cái chất, cái kiểu hồi xưa ấy, trừ họ giữ được cái truyền thống của người Hội An. Là... Một nét nổi bật khác của chợ Hội An là vẫn còn lại những dấu tích của sự giao lưu văn hóa, thể hiện qua những quầy hàng của người Minh Hương. Bà Trần Thị Duyên, năm nay hơn 80 tuổi, kể rằng ngày xưa, ông tổ của bà từ Trung Hoa sang Hội An mua bán
rồi làm ăn sinh sống. Cộng đồng người Minh Hương pha trộn giữa văn hóa Việt và văn hóa Tàu cũng hình thành từ thời phồn thịnh của đô thị Hội An. Người Minh Hương khi trước ở chợ Hội An kinh doanh rất nhiều mặt hàng, sau này chỉ chuyên về thuốc bắc và các loại giấy vàng mã. Ở đây buôn bán là sông có, nguồn có. Mặt hàng này thì sổ sẵn là có, coi như miền núi rồi à, và đi bằng ga, không có tàu á. Đi bằng ga xuống là cái chỗ này hầu nó cái cổng cũng lớn đó, cho nên tàu thuyền cũng qua lại. Như cái nhà thờ của Quảng Đông là dụng cụ bên nhà thờ là họ chở từ bên Trung Hoa qua mà. Vì cây cột bằng đá mà to rồi ngộ ôm sẽ mà hiện giờ ở đường cầu hầu nó là ông tổ mà ở bên tàu qua có hậu an lâu đời. Bà buôn bán trong chợ thì bà thấy có phân biệt giữa cái văn hóa chợ của người Tàu, người Việt kìa đây không? Không, ở đây thì Sài Gòn thì phân biệt. Nhưng mà Hội An cái thị xã nhỏ, cho nên mình sống ở Trần Hòa đó sao không phân biệt. Mình sinh ra và lớn lên như